ngay cạnh biển thì người ta làm những cái chỗ này để ngắm cá heo đấy các bạn ơi. Nuôi cá heo kia, mình nhìn thấy xa xa kia có cá heo các bạn cả. Chị mang mày đi thôi. Em có dài đâu. Dí tiện đâu. Đấy. Có nhiều tiền đâu mà đâu ý. Đi. Bố chả đi đâu á? Ba chân cô à? Đâu. Anh ông bố đi căng cô đi ngắm cảnh quanh khu vực này này. Em chào tất cả mọi người nhá. Tí hello, em xin chào tất cả mọi người. Đi đi dạo phố cùng với bác ấy. Đừng hôm nay nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật các bạn ạ. Hôm nay ngày chủ nhật thế là ông tuần này nghỉ 2 ngày nhỉ. Ừ. Ngày nghỉ hôm qua ngày thứ bảy thì trời mưa, hôm nay là chủ nhật thế là ông người Nhật ông ấy làm cùng ông ấy rủ đi ngắm cảnh ở cái Miyazaki này các bạn ạ. Ngắm cảnh biển, chắc là anh nghĩ là đi ra biển ở ngoài kia các bạn ạ. Đi vòng quanh nha. Hôm nay mình cũng quay lại cái hành trình đi tham quan ở quanh khu vực này, mời các bạn cùng đi theo dõi với anh em mình nhá. Thưởng thức. Quay quá hay thưởng thức. Mình chỉ quay lại đi xem biển, ngắm biển, xem mấy phong cảnh ở bên Nhật này nó như thế nào các bạn ạ. Em mình... là cũng nếu mà là hôm nay mà ông ấy được cho ta biển là cũng là lần đầu tiên mới được ta biển đấy. Hôm nay trời nắng biển lắm các bạn ạ. Đây ông ấy đang chờ mình ở đây đây các bạn này. どこで行きますか30分。Vào đây đẹp lắm các bạn. Đây từ trên cao này ngắm xuống dưới này rất là đẹp các bạn ạ. Ngay cạnh biển thì người ta làm những cái chỗ này để ngắm cá heo đấy các bạn ơi. Nuôi cá heo kia, mình nhìn thấy xa xa kia có cá heo các bạn kìa. すごいな。Lần đầu tiên được xem chim cánh cụt trực tiếp này các bạn ạ. Mày của có đây lì hông gô đế tên nên cái cục không cần tên nên đang ăn cá rất là nhiệt tình nhá. Ừ. Đây có con ngựa. Em chẳng biết là con ngựa hay con gì. Đây con ngựa con gì nữa mà. Nhưng mà em có con ngựa rồi, nó cao chứ nó đâu có thấp này đâu. Nó có nhiều giống nhé. Thỏ này các bạn ơi. Thỏ. Ủa chim này. Kì rê đấy nè. Ồ. Em đi mùi này.
Đây là vẹt đây các bạn ạ. Đây gọi vẹt. Ừ, nó giống họ là vẹt thôi. Các màu luôn các bạn. Đấy, chuồng chuồng chim phải làm rộng này các bạn ạ. Để nó bay nó nhảy nó mới thích này. Gà tre các bạn ơi. Gà tre. Gà tre. Ông Nam Bảo nói tiếng Việt là con này con gì đấy này, con gà tre các bạn ạ. Qua cái lưới này nhìn nó hơi khó, răng lưới kín quá. Sashin, sashin. Ông người Nhật này ông rất thích chụp ảnh các bạn ạ. Khu này mình thấy nó cũng nhỏ nhỏ đấy các bạn ạ. Ngay cái mép biển này người ta làm cái kiểu khuôn viên nhỏ nhỏ nhưng mà có nhiều những cái con vật để mình ngắm đấy. Tội nha, hôm nay mà được ăn một miếng thịt. Thích nha. Nghịch cá heo thích thế nhỉ. Đây là rùa gì nhỉ? Cụ rùa Hồ Gươm ấy. Rùa cụ. Rùa này sống ở mấy trăm năm rồi. Đó mới tiếng Việt. Cá
lắm. いける。 Không biết nó gắn nhạc ở đâu nhỉ? Thì trên cái loài thì ở trên kia. Đi xuống thôi. Bây giờ mình sẽ lên trên cái đỉnh kia các bạn ơi. Trên cái đỉnh kia ngắm toàn cảnh ở khu vực này xem thế nào nhá. Ủa, ồ, có chi ít tờ đi có. À, sao cô cả đó? Ừ. Để cá heo đi các bạn này. Vậy lên quay ở trong nhà nó tối các bạn ạ. Ê. Sư vui này. Vậy quay ở trong nhà ấy, nó kiểu nó ngược lắng ấy các bạn. Nên nó hơi tối. Rasashi đến nè à đây. Con này sao có vẻ nó hiền hiền, nó yếu này các bạn này. Không sợ rồi. Ô, Biuki thì có. Lỡ thở mũi gì. Con này như kiểu là ốm hay sao các bạn này? Không phải đâu. Hay là kiểu đấy hiền nhỉ? Đâm 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 đi rồi. Lần đầu tiên được nhìn cá heo này các bạn này. Trực tiếp luôn. Sao hiền mà dễ thương này các bạn này. Giờ mình sẽ đi leo lên trên đỉnh nha các bạn nhá. Lên đây đang hiểu đi lên trên cổng trời các bạn ạ. Đang đi lên cổng trời các bạn ơi. Đứng lên cổng trời các bạn ạ. Lúc vừa ấy xem cá heo ở trong cái nhà kia các bạn ạ. Vừa đi một vòng lên trên cái cầu thang này, đi lên trên này. Cảnh đẹp tuyệt vời luôn.
Trên này người ta xây cái trên cái mỏm núi này các bạn ạ. Nhòm. Nhòm. Đâu? Đây phải đút 100 yên là mới nhòm thấy các bạn ạ. Mới thở phát nhỉ? Thở. Có những cái địa điểm ở cái mép biển này đẹp thật đấy các bạn ạ. Nhìn trực tiếp ở đây mới thấy nó đẹp thật. Đúng không? Sợ xinh rồi nè. Chụp anh chụp ảnh nhé. Đâu. Chào mọi người nhá. Đây hai anh em hôm nay đi ngắm cảnh cùng với cái ông người Nhật này. Lúc ở trong kia xem cá heo rồi mình hôm nay đi quay lại cái phong cảnh này. Trời hôm nay thời tiết rất là đẹp các bạn ạ. Từ nhà nghỉ đi đến đây mất khoảng 30 phút. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ. 12 giờ rồi các bạn ạ. 12 giờ trưa rồi. Hôm nay thì mình cũng làm một cái video mình quay lại cái phong cảnh với này cái cuộc đi chơi của anh em mình trong ngành nghỉ. Chờ mấy khi được đi ra ngoài. Nhưng mà phong cảnh đẹp thật các bạn ạ. Cũng không không phí một sen ba đúng không? Đúng rồi, một sen ba. Vào đây phải mất một sen 300 yên. Là một người. Một người. Vâng. Là 260.000 các bạn ạ. Đúng không? Vâng. 260, 270. Đây khu này người ta cũng quy hoạch và người ta để cho đi ngắm cảnh bán vé lấy tiền đi các bạn ạ. Phong cảnh đẹp thật. Thôi bây giờ mình xin dừng video đây, hẹn các bạn ở các video sau nhá. Các bạn cảm thấy yêu quý kênh của mình thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những thông tin của mình nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye.